Đây là ngày hội chở gì ta? Chở Phục Hòa. Hàng sáng nha. Hàng sáng. Đây là chở hàng sáng nha mọi người. Hôm nay sẽ mình sẽ đi quay cái chở hàng sáng cho mọi người, review cho mọi người cùng xem. Đây à. Hôm nay là ngày chở nha các bạn nha. Khá là đủ đô nha mọi người. Hôm nay ngày chợ nên là người đi khách đi mua đồ rất là đông. Cái đồ ở đây này. À, đi vào chợ trước đi. Đi vào. Ôi chôm chôm đầy này nè. Mấy ăn sáng nha, đi ăn sáng đi, đi ăn bún phở đi. Đi ăn bún phở rồi vô chợ sau. Vải thiều này. Chăn kê là tổ chức là hừng hâm là ở đây là dạ không đây là bên cửa hàng bán rau chắc thật đấy, nhưng mà bữa nào giờ đi kiếm cái chỗ gì ăn đó. Chỗ ăn hồi trước thì như bên trong này đúng không? Nhớ không nhầm này có chỗ ăn ở bên trong này á. Tám năm rồi hôm nay mới quay lại chợ hàng sáng nha mọi người. Giờ đang đi kiếm cái chỗ gì để ăn sáng. Đẹp lắm rồi. À, có đây, vào đây ăn sáng gì đi. Đây này. Vô đây sáng đi. Phở vịt cá bằng. Ờ, mình ngồi đây đi. Hả? À, ăn cái gì? Ăn phở vịt đi. Mình ăn phở vịt ở đây, đây đây, bên này có phở vịt này. Ngồi đây luôn. Mấy đứa ăn gì vậy? Các con ăn gì? Đây là phở vịt Cao Bằng nha mọi người.
8 năm rồi mình mới quay lại được ăn đấy. 8 năm rồi. Mình 8 năm thôi mà. Hồi trước được ra là được ăn ở chỗ này một lần. Nhưng là 8 năm rồi giờ mới được quay ra ăn tiếp. Đấy con mèo à. Các con ăn gì? Phở chẳng gì ngoài ăn đó. Ăn phở à? Hay là ăn bánh cuốn? Là bánh cuốn ăn phở. Ăn bánh cuốn hả? Bánh cuốn bên này sao không? Ừ, nên lấy qua bên này được mà. Hôm nay ngày chợ nên là ở chợ khá là đông. Cô lấy con to rồi, hai đứa nhỏ. Dạ. Ngoài. Đấy này. Đây là hạng tráng. Đấy này. Chợ Phục Hòa. Mình đi review chủ quán làm phở đi mọi người. Phở vịt Cao Bằng, mình review chủ quán làm phở luôn. Việt Nam lâu rồi phải không? Dạ, 8 năm rồi con mới quay lại ạ. Thèm thử lắm rồi nghe. Dạ, trước là được 8 năm trước là con được ghé đây ăn một lần rồi. Nay quay lại nhớ không bán là được ăn ở đây. Ê, bà bán lâu lắm rồi, bà dạ. Bán 30 mấy năm rồi không? Vâng ạ. Chợ vịt Nóng Hổi. Mọi người ai tới Cao Bằng thì không nên bỏ qua món phở vịt Cao Bằng nha. Mấy hôm nay có dám nhậu đâu, ngày uống một tí à? Đâu có dám nhậu đâu, mệt quá. Cứ ra thôi, hôm qua cũng lên nhà con nậu, ăn trưa vậy. Hôm qua ăn trưa để uống mấy ly. Đấy. Ông à, ông chú kìa. Chú bố ơi. Gần liền ngay xuống ơi. Quay đi. Hả? Chưa biết được hôm nào về. Dạ. Mới đến hả? Mới đến hả? Ờ, mới đến chị. Ăn vừa ăn xong. Và tiếp tục hành trình review chợ nha mọi người. Vừa ăn xong tô bún khổng lồ. Quá to. Đây là cái bán là tóc xanh. Đúng là không có súp lơ nhờ. Không thấy có súp lơ thật. Rồi xem mua cái gì được bên này ta. Qua bên kia đi. Rồi.
À, mới khoai tây cà rốt làm canh kìa. Cà rốt kìa. Cà rốt này. Khoai tây này, mua làm canh. À, khoai tây cà rốt này bán sao hả cô? 20.000 một cân hả? À, mỗi cái lấy nửa ký là thoải mái rồi. Yeah. Lấy mỗi cái ít đi. Lấy mỗi cái nửa ký đi. Để làm canh. Bao nhiêu cũng được, tùy em lấy. Không nhất thiết phải một cân. Em tùy em lấy nhất uống rồi. Mua để làm nấu canh. Ôi, điếu thuốc rồi, quên thuốc ở dưới kia rồi. Ngoài này có thuốc gần đỏ kia không? Không có, hôm qua kiếm hết rồi, không có. Nhưng mà sao trên nào ông thèm mình quá, mình quên mua cái thỏ đó. Đâu có đâu. Vậy trên ngoài thèm mình hết rồi. Lấy quất đi làm canh, là nước chấm. Rồi chỉ biết Sài Gòn, mua hành đặc cây giờ gần hết rồi đó. Ở đây thì nó không có người đỏ bán, hôm qua đi tìm hết đây. Em không có. Lấy em cá chua lắm, em mua thêm cá về. Một hai hai con cá về sốt cà chua. Không biết nấu mà đòi. Người ta biết bày chứ. Người ta nấu, người ta còn chưa bày lẽ. Bây giờ không biết đâu. Đại cả qua người ta không vô đâu bếp thôi. Có lát nữa là vô mua thịt xong, chờ mua đồ này trước. Quất là nước chấm ngon luôn anh. Cái chua kín nhau. Cái chua 30. Mắc quá ấy. Cho tay cả đất cũng mắc luôn. 25 rồi chị. Chỗ chua bằng 25 rồi. Vậy là rau xanh mắc lắm chỗ mình luôn. Chợ vùng cao mà lại. Ngoài này thấy cái gì cũng mắc hơn rồi đó. Bất quả là cái quả dứa nào? Xe nè. Con bất quả đấy. Không, dứa xanh quá. Bây giờ em ít lên cái máy bay nó đó nhiều thì cắt chua. Nên họ bọt tại họ bộ thôi. Đi mua hàng. Không phải là chị bán lấy mới bán đâu. Ăn chậm lắm chị có lấy mới bán đâu. Lấy một quả đấy. Thì như mua luôn cả sọt đi vậy. Hết rồi á. Nhanh vậy? Ở đây cô biết chỗ nào bán vịt quay không cô? Quay á, vịt quay buổi sáng này. Quay giờ này chưa quay. À, trong này. Có phải có mà. À đúng rồi, trong Linh này này. Có phải đâu này vậy? À đầu chợ đây hả? Ngay trong cái vịt để vào đến cái ô giữa là có. À dạ. Lấy cái vịt quay giờ này. Lấy về để tủ chiều mình nóng lên thôi. Chứ bây giờ mà mang về làm mệt lắm. Làm hết khác. Không mà ra đây mà. Sai lắm. Muốn em không kiếm ra tới mà. Về quê. Dạ. Ở đâu cũng như nhau. Thì đồ mấy cà cà chua mấy đồ này là thịt trắng. Trái cây là ở đây phải ăn thôi. Trái cây là phải. Trái cây ở đây là phải. Bạn thấy cà rốt cũng kìa. Những cái này thì ở trong da mà nó thì cả chua này cũng ở trong da hết, không ở ngoài này mình không có đâu. Chua hết rồi, hết bụng rồi chứ không có. Bụng rồi nếu mà mình đi xe riêng ra thì lấy đồ ra bán rồi ấy nhỉ.
Không phải hôm qua đi xài thì em mệt lắm. Thôi bây giờ đi kiếm chỗ khác thôi, còn lấy thêm đồ đi. Giờ đi vào hàng thịt. Mua lấy cá chân giò làm canh. Chân giò trước á, mấy cái mình thử. Chân giò này bán sao đây anh? 70.000. 70.000 một ký à? Cái này chân sau mà bán. Đây chân trước hay sao? Đây chân trước à? Yeah, đây chân sau. À đây chân sau à? Chân trước à? 70.000. Lấy một cái này được không? Hả? Sao? Vâng lắm. Đây này, chân trước đây này anh ơi. Đây là chân trước à? Đây này. À, kiếm lấy cái chân giò đó mà. Chân giò lấy đi. Đây, đẹp lắm rồi. Em quay phim á? Dạ. Đây là chân chân sau à? Chân sau. Chân trước nào nhỉ? Minh ăn Minh. Lấy đòi đi, lấy đòi cái đi. Thực phẩm. Đợi anh đây. Em. Mình lấy cái này cái đi. Lấy cái này nhá. Dạ. Cân 8. 50. Cân 65. 50 và 65 115.000. Có vịt quay không? Có, vịt quay ở chỗ nào ạ? Nó chút quay cho nó mang đi. Một tiền luôn. 100 mấy? 115.000. Vì đá mình. Chúng ta phở 100 đi cô ơi. Có đấy nhưng mà giờ không biết ở chỗ nào đó. Có, buổi sáng có không quay. Buổi sáng có quay không đây? Rồi kiếm cái miếng thịt nào để xào ra. Sườn này. Sườn ở bên kia. Sườn không ngon hơn là thịt thịt đẻ đúng không? Hả? Sườn ngon hơn chứ. Ừ, sườn cũng được. Sườn đây. Thịt bên nào? Ôi, đây là đây. Một miếng sao đủ đông người mà. Đây là con miếng này không? Cái này là bao nhiêu một con này? 90 hả? 80 đi chú. 80 cũng được. Nguyên 85 nữa. 85 nữa. Cắt lấy được, cắt xương lấy được. 80 được không? Lấy hết luôn. 85. 85 được. 2 cân. Được 2 cân. Có hành 607. Đây đẹp đẹp nào. Dạ. Lúc nào cũng review là và đẹp ạ. À.
Dạ. Về con chỉnh lại. Vậy là đã có sườn và chân giò rồi mọi người. Đây, này cho nó đẹp chín. Chân giò thui đó mọi người ạ. À, hôm nay chưa không có vịt quay chú nhở? Hôm nay không có vịt quay, vịt quay bên hàng bán bên này. Dưới là nhà. À, dưới vòng xuyến á. Dạ, dạ. Không, đường tròn không có đâu. Đường tròn à, ngay ngoài đây ạ. À? Dạ, mình lắp rồi, cháu ra xuyên xem. Ngoài đâu cho ấy. Dạ, dạ. Cảm ơn cháu, cảm ơn. Rồi, đi kiếm đi, quay đi. Kiếm lấy hai con cá đi. Chỗ hàng cá bán đâu ta? À, bên hàng cá bán ở đâu cô nhỉ? Hàng cá đấy ạ. À? Bên kia ạ? À? Dạ, cháu cảm ơn. Ê dạ. Thầy à, đây là lần đầu tiên mình đi chợ Phục Hòa nha mọi người, nên là cũng không biết. À, mát mật nha. Ông mở hàng ra thì Sơn đi ra. Bây giờ mình sẽ đi hàng cá để mua đấy vài con cá nữa nha. Bốn mấy? Không có diêu hồng nhỉ? Ở đây không có diêu hồng à? Thế mua cá gì được đấy? Mua cá gì được? Nhưng mà cá này nó ngon hơn em ạ. Cá là sốt cà chua ngon không? Ừ, sốt cà chua. Sốt cà chua được, cá rô phi sốt cà chua được. Bao nhiêu một ký? 6-5 em ơi. Lấy một con to rồi làm hai dĩa được rồi. Con này chắc là lấy con to to ấy, là làm hai đĩa luôn. Con to nhất, con đấy ngộp chưa đấy. Con này to này. Nó, lấy con này đi. Bên 100. Con nó làm hai đĩa. Con đủ không? Chắc không rồi. Hàng cá đấy mọi người. Em để con đây là cắt đôi cho em nha chị ơi. Cắt đôi này một đôi à, mỗi bớ một bên thế này nó rộng lên. Không. Cắt đôi cũng được. Cắt đôi đâu. À, cứ là làm sạch được rồi rồi mổ ruột được rồi về tự cắt cũng được. Cắt chết. Sao đây mừng ta leo? Ở đây có hình mà hiến lên à. Các bạn đỡ ra đây có hình mà hiến lên. Anh chỉ chắc nó ăn luôn.
Long An đấy, dùng đúng kẹt đi. À. Alo, máy quay á. Dạ. Quay chị ạ. Dạ. Long An đổ hẳn thôi nên là cũng kêu đúng. Long An lắm. Nung An Lung Hung này. Nó sông đây này. Dùng Lung Hung á. Ờ. Ủa, tự chó ở Lung Hung đi. Tự chó Lung Hung này. Ủa, về đây có cả Lung Hung ba, Lung Hung Pẹt. À. Dùng Lung Hung Pẹt, Lung Hung Lung Mì Tiên đi. Ờ, ờ, dùng Ờ, Hồng Quang Pẹt. Hồng Hồng Quang. Ờ. Ừ. Hai lát bộ cả Lung Hung Lung Hung ba. Rồi, được rồi. Đây này, sách luôn. Ba sách của anh. Rồi giờ đi kiếm mà. Con gà với con vịt quay nữa nha. Đây là cửa hàng đồ gia dụng, đồ may mặc rồi đồ gia dụng nha mọi người. Tại vì không mang theo mic nên là nói nó hơi nhỏ nha. Đây là bên ngoài chợ này mọi người. Chợ rất đông. Ừ. Nó cấm này để anh vô tiếp đi. Hả? Buổi sáng có vịt quay. Không có hả? Không có, mua vịt sống. Vịt sống về chiều nhổ tập kèo. Ừ, về tự nhổ thôi. Mang tụt nữa hả? Mua xong rồi đưa đi. À. Để thức ăn. Nếu không có thì mua vịt sống thôi, chứ làm sao được. Dạ không không. Được mà. Kì 8. Hả? Ăn cái mình sao cái ta luôn. Có 65.000 một chí. Cái khoảng 70 đến. Thì không thở, cái 100 tính 65 mẹ đó. Lên. Lên phụ nữ. Giờ xuống mua vịt mua gà. Ờ. Thôi đồ này mấy bữa nữa ra chợ Quảng Nguyên để mua, nhiều đồ lắm, mua đây. Sơ sơ đó là. Bây sao cơ can xuống đi. Ờ. Quay khi nào hết pin luôn nha mọi người. Hết pin rồi thôi. Giờ đi mua gà, mua vịt nha. Đây là hàng gà, hàng vịt. Con gà hơn không? Ồ, cũng... cũng non nhờ. Không thì... gà này ký bao nhiêu vậy? Đây à? Ờ. 85.000. 85 à? Con lấy con gà, lấy thêm con vịt đại nữa đi. Nào. Cầm đó.
buổi sáng có vịt quay ở đây đấy. Có chỗ nào có vịt quay buổi sáng này không? Chiều mới có à? Sáng là nhổ, chiều mới quay. À. Vậy mình ở đâu đến thôi? Mình ở Lâm Đồng. Lâm Đồng à? Ừ. Lâm Đồng ở đây à? Vâng. Ở đây review à? Về đây ra chơi thôi, lâu lắm mới về quê. À đây, quê ở đây á. Vâng. Lấy con này nhá. Ừ, lấy đổi con này đi. Lâm Đồng. Gà này gà hồ. Hai cái bến này. Ừ. Cái này nhá. 229.000, 230.000. Gà kia không bị sống à? Gà này hiện nó đâu có giống gà thỏ vườn mình, gà thỏ thì nó giờ để vậy có mà chạy hết. Gà ta gà để nó chạy hết. Gà gà để hết. Hay là mua vịt về tự làm. Kênh nào để cho mọi ai? À, kênh Ngọc Phu Hô. Hả? Ngọc Phu Hô. Cái gì à? Ngọc Phu Pho. À, Ngọc Phu Hô. Dạ. Gì cho mọi ai? Kênh mới làm về cà phê thôi. Hả? Kênh Ngọc Phu Hô. Hả? Ngọc Phu Hô. Ừ. Nhưng mà làm về cà phê thôi. Ừ. Ừ. Mà làm cái này thì còn biết like. Dạ. Lâu lâu ở ra đây review lại cái quê hương của mình. 8 năm rồi mới ra quê. Đây. Đây. Xách con gà đi, anh xách cái kia đỡ nặng con gà nhẹ hơn này. Gà gà cồ gì ấy. Và lấy con vịt quay mà buổi sáng chưa có. Buổi chiều. Đây. À, vậy sau một hồi đi chợ các bạn, rất là nóng được luôn. Ở đây đang là mùa hè nha, rất là nóng. Toát hết mồ hôi rồi mọi người. Đi một vòng chợ mình đã mua được khá nhiều đồ nha mọi người. Gà này, rồi chua, cá và thịt. Và chiều nay mình sẽ quay lại để lấy thêm vịt quay nữa nha.